Hai ngày cuối tuần qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý trên các lĩnh vực. Báo Nghệ An điểm lại một số thông tin. Sáng 12 tháng 10, đoàn sĩ quan quân đội 16 quốc gia do Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy, Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên. Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới. Chiều 13 tháng 10, tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2019 nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà đã có nhiều bước phát triển, đóng góp tích cực vào thành quả kinh tế xã hội chung của tỉnh. Tuy nhiên, bức tranh doanh nghiệp của Nghệ An đông nhưng chưa mạnh, chưa có doanh nghiệp đầu tàu, phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh có 21.150 doanh nghiệp đăng ký, nhưng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động chỉ khoảng 12.500. Để doanh nghiệp phát triển, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh 3 khâu đột phá cần được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, bao gồm cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là cộng đồng doanh nghiệp chúng ta và doanh nhân chúng ta sẽ phát triển một cách bền vững. Phát triển một cách bền vững là chúng ta phát triển một cách thực chất, chúng ta phát triển một cách mà làm sao mà trên một cái tinh thần là có những cái cách làm, cách tư duy là vừa đổi mới nhưng mà lại vừa tức là mang cái tính xã hội, vừa tức là giữ được chữ tín. Chúng tôi cũng rất là mong là những cái nét đẹp trong xã hội thì nó sẽ hội tụ ở các doanh nghiệp và các doanh nhân. Chúng tôi mong muốn là để cho khi người ta nghĩ về các doanh nghiệp, về các doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân Nghệ An thì người ta có niềm tin, người ta có sự tin tưởng và người ta có một cái sự quý trọng, người ta có một sự yêu mến. Thì tôi thực sự là mong muốn là nó sẽ được như vậy. Tại buổi gặp mặt, 15 doanh nghiệp được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 13 doanh nghiệp được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có thông báo số 593 TBUBND truyền đạt kết luận của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc làm việc với Sở Giao thông Vận tải vào ngày 23 tháng 9 về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Một trong những nội dung đáng quan tâm là tại cuộc làm việc nêu trên, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương và bố trí nguồn vốn để thực hiện bước chuẩn bị đầu tư xây dựng các nút giao khác mức tại 3 nơi thường xảy ra ách tắc giao thông như nút giao giữa đường Nguyễn Văn Cừ với đường Nguyễn Sĩ Sách, nút giao đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Văn Cừ, nút giao giữa đường Lê Lợi với đường Nguyễn Sĩ Sách và đường Phan Bội Châu. Tại thông báo kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải khẩn trương chỉ đạo tư vấn lập đồ án, điều chỉnh quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định. Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo tiến độ, làm cơ sở để kêu gọi, huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình. Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 9 đến nay. Theo đó, hiện còn 296 xã thuộc 21 huyện, thành, thị có dịch chưa qua 30 ngày. Trên địa bàn toàn tỉnh đã có 76 gia trại chăn nuôi lợn từ 50 con trở lên bị nhiễm dịch, buộc phải tiêu hủy. Trong đó có 18 gia trại trên 100 con. Số liệu cập nhật đến ngày 11 tháng 10, tổng số lợn đã tiêu hủy trên địa bàn toàn tỉnh là 66.388 con với trọng lượng hơn 3.200 tấn. Trong 2 ngày cuối tuần xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. 21 giờ 20 phút đêm 12 tháng 10, trên quốc lộ 1A tại địa bàn xóm 4 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, chiếc xe máy thể thao phân khối trên 600cc do một nam thanh niên khoảng 22 tuổi điều khiển lưu thông từ ngã tư thị trấn Cầu Giát đi Hà Nội. Khi đến địa bàn nêu trên đã va vào xe máy cùng chiều, khiến người đàn ông điều khiển xe này bị thương nhẹ. Chiếc xe bắt đầu lao vào vệ đường, đâm gãy cột điện viễn thông và chiếc xe văng ra nắp bét. Vào lúc 7 giờ ngày 13 tháng 10, trên quốc lộ 7A, đoạn qua xóm Khuôn, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Long điều khiển với xe máy tay ga do anh Nguyễn Đức Tùng ở xóm Đông Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương điều khiển. Bấy giờ, xe ô tô đầu kéo chạy từ hướng thị trấn Đô Lương xuống huyện Yên Thành. Chiếc xe máy của anh Nguyễn Đức Tùng chạy phía sau cùng chiều. Đến địa điểm trên, xe ô tô đầu kéo rẽ phải thì va chạm với xe máy. Tại hiện trường, vết lốp xe máy trượt dài hơn 1 mét, cách điểm xảy ra tai nạn 10 mét.